Vâng, Vios thì không bao giờ lỗi thời và lỗi bốt, và Vios thì luôn luôn mang lại một cái niềm tin cho tất cả khách hàng tại Việt Nam. Nhưng thời điểm này là cái thời điểm mà nói thật với các bác, buồn vui là lẫn lộn, buồn vui lẫn lộn nhé. Các bác nào mà đang có nhu cầu, đang sở hữu một chiếc Vios rồi, đang muốn thay xe, lên đời xe và muốn bán đi, thì nói thật với các bác là rất là rẻ, rất là mất giá, rất là rẻ, rất là mất giá. Và khi bọn em đến mua xe của các bác thì nói thật với các bác là các bác ớ người ra, bảo là sao lại rẻ đến, ra là Vios bây giờ Vios mới xuống giá quá nhiều. Nhưng bên cạnh đó, nỗi buồn của những người chuẩn bị bán Vios đi thì lại là cái niềm vui và cái niềm mơ ước của những người chuẩn bị tậu cho mình một chiếc Vios về để làm dịch vụ hay đi gia đình. Vì sao? Vì giá thị trường của dòng Vios bây giờ nó đang ở cái mức dao động, không còn gì để dao động nữa rồi. Nó thấp nhất trong từ trước đến nay, bà con nhá. Ngày hôm nay thì ở đây em đang có cho các bác những dòng xe như Vios 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 2010 và 209 là những cái mẫu xe mà em đang có. Ở đây em đang xếp từ thấp đến cao cho các bạn luôn. Từ cao xuống thấp, từ thấp xuống cao, có cả số tự động và có cả số sàn. Và cái mức giá mà chúng ta bỏ ra để sở hữu một trong những chiếc Vios ở đây, đó rơi vào tầm loanh quanh hơn 100 triệu cho đến hơn 400 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe mà các bạn đang có nhu cầu cần mua. Tiền nào thì của đấy bà con nhé. Một chiếc Vios tiền nào của đấy thôi. Nếu như các bác mà cứ nghĩ rằng Vios bây giờ nó rẻ nên là ép giá bọn em, hay là chỉ mua cái giá đấy, hay là xem thôi mà toàn kêu đắt. Nói thật với các bác là một chiếc Vios xấu, có lỗi hay là già xe thì các bác em cứ bán rẻ cho các bác xuống các bác cũng không mua. Vì thế nên là tiền nào của đấy bà con nhé. Vâng, dàn Vios thoải mái cho anh em bà con cùng lựa chọn. Đầu tiên đây thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc Vios 2020. Vâng, bỏ ra một cái số tiền đâu đó hơn 300 triệu, gần 400 triệu bà con nhé. Một chiếc Vios 2020 bản E, 3 túi khí, 4 phanh đĩa, màu đỏ, tư nhân một chủ từ đầu sử dụng, biển Nam Định. Cái này là bỏ ra hơn 300 triệu, gần 400 triệu, 380 triệu đồng, có bớt cho anh em sâu, bớt sâu cho anh em nhé. Bớt sâu 5, 10 hay 15 triệu, đấy là cái tùy vào cái độ khéo và cái độ nhiệt tình của tất cả mọi người. Đăng thì là một giá, đúng không ạ? Đăng là một giá, nhưng cái giá bọn em đăng chắc chắn sẽ còn phải giảm rất là nhiều với thời điểm hiện tại. Nhưng nếu như các bác nào thiện chí thì chắc các bác cũng không bình luận rằng ông để làm mắm hay là ông để ông đi, mà các bác lên bác nào thiện chí là bác phải gọi điện và alo, cũng như là bán hết giá bao tiền và em để cho các bác hết giá bao tiền, thì đó mới là người thiện chí. Còn tất nhiên thì không phải ai xem cũng mua được xe đấy. Vì thế nên là các bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm ấy, thì các bác tốt nhất là các bác cứ đến bên em gặp Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Gặp trực tiếp em để bàn bạc chất xe đã, sau đó chúng ta sẽ bàn về giá. Còn chất xe không được thì em cứ bán rẻ cho các bác thì các bác cũng không mua. Đó là cái điều đương nhiên, đúng không ạ? Thuận mua vừa bán, bà con nhé. 2020 rồi đúng không ạ? Đến 2019 bà con nhé. 2019 vẫn một cái form như thế, nhưng con này nó là bản số tự động, bản G xịn nhá. Bản G xịn, máy 1.5, một chủ từ mới, biển Hải Phòng, 15A52406. Một chiếc Vios G 2019 số tự động, với cái tầm trả góp của nó loanh quanh đâu đó khoảng 200 triệu là anh em có thể trả góp được chiếc xe này. Còn nếu anh em trả thẳng thì nó cũng rơi vào tầm hơn 400 triệu. Một chiếc Vios G 2019 số tự động bà con nhé. 450 triệu đồng là cái giá mà em có thể đưa lên đây để cho các bạn cùng tham khảo. Còn nếu như anh em khéo mồm hay anh em nhiệt tình thì anh em vẫn bớt được 5, 10 hay đến 15 triệu đồng là chuyện bình thường với một chiếc xe. Tuy rằng là con xe này em đã cắt lỗ xuống là 450 triệu đồng rồi, nhưng vẫn còn có thể là giảm sâu cho anh em để cho các bác có một chiếc xe đi lại và để cho em có thể thu hồi vốn về. Đó là cái điều đương nhiên, đúng không? Kinh tế khó khăn mình phải giảm theo thị trường thôi, chứ không thể găng được, đúng không ạ? Chủ yếu là các bạn phải đến xem xe thực tế thì mới biết được chất lượng xe và đánh giá thực tế con xe này. Vâng, 450 triệu là cái giá khởi điểm cho anh em. Còn tất nhiên đến xem xe thì đâu là bao cái này, bao cái lọ rồi bớt nhiệt tình. Đó, xe thì cam kết cho anh em zin cả xe, không nỗi, máy số zin, keo chỉ zin, một chủ từ mới, chạy hơn 6 vạn bà con nhé. Một chiếc Vios G 2019 ạ. 29 rồi đúng không ạ? 28 nhá. 28 con này thì bản E, bản đủ số sàn, biển Quảng Linh, 14A 30207.
sản xuất năm 2018 bản E. Con này thì hiện tại là màu vàng cát, đăng ký tên tư nhân một chủ từ đầu sử dụng biển Quảng Ninh. Nói là đăng ký tên tư nhân một chủ từ đầu nhưng con này chắc chắn nó cũng đã chạy dịch vụ thương quyền ở nhà. Và đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 7 năm 2025. Giá của nó bên em đang đề xuất là 345 triệu đồng và vẫn bớt cho anh em nếu như anh em thiện chí. Còn về chất lượng xe thì tiền nào của đấy. Với những chiếc xe như thế này thì Tuấn Anh cũng khẳng định cho anh em là không lỗi, không đâm va, đâm sô tai nạn, không ngập nước. Máy số zin, keo chỉ zin. Còn tất nhiên về cái vấn đề chạy dịch vụ, chạy nhiều hay chạy ít thì với dòng Vios là một cái dòng xe mình cứ cho nó là chạy nhiều đi, chứ đừng nghĩ là nó chỉ chạy 1, 2 vạn hay 3, 4 vạn hay 4, 5 vạn gì đó. Riêng con này thì với cái tầm quan sát của Tuấn Anh thì nó chạy đâu đó hơn chục vạn. Hơn chục vạn mà còn nhé. Mà còn nhé. Nhưng các bạn ạ, Vios thì có chạy đến 7, 80 vạn thì nó vẫn thế thôi. Đấy, máy của nó vẫn là máy zin. Đấy, mà còn nhé, bền mà. Bền mà. 345 triệu đồng còn bớt cho anh em. Đấy. 2018 rồi đúng không ạ? 2018 rồi thì trải qua 2017 đi. 2017 đây, lần lượt từ A đến Z luôn cho anh em. 2017 thì em đang có con 2017 màu đen, bản E xịn, số sàn, tư nhân, một chủ từ đầu sử dụng, biển Hải Phòng 15A30971. Con này là một chủ từ đầu sử dụng, biển Quảng Ninh nhá. Đăng kiểm tháng 1 năm 2024 và giá của nó là 339 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2024. Ok chưa các bác? Đây. Con này thì nội thất của nó còn nguyên bản. Tất nhiên là xe gia đình một chủ từ đầu nhưng người ta cũng chạy dịch vụ ở nhà, chạy thì cũng tương đối là nhiều rồi. Màn hình Android đầy đủ luôn cho anh em. Vâng, 338 triệu đồng vẫn bớt cho anh em một chút nữa. Anh em cứ mạnh dạn lên, mạnh dạn lên gặp Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, mạnh dạn lên trả giá đi thì các bạn sẽ mua được một cái giá hợp lý thôi. Thuận mua vừa bán, không phải suy nghĩ nhiều. Đấy, mua nhanh được xe đẹp mà mua chậm lăn tăn thì được xe mới, xe không đẹp đúng không ạ? Một dàn này thôi nhưng mà trông thế thôi nhưng mà cũng rất là nhiều tiền. Vì thế nên là các bạn nào đang có nhu cầu quan tâm bỏ ra số tiền loanh quanh mà form mới đời cao hơn 300 triệu như thế này thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe hợp lý. 2017 một chủ từ đâu? 27 rồi đúng không ạ? 20, 19, 28, 27. Rồi ạ, 26. 26 thì ở đây em đang có hai con. Một con màu đen là bản E đủ và một con màu cát là bản G, số tự động, bản đủ. Đấy. Con này thì mới về trong buổi sáng ngày hôm nay và giá của nó thì em thấy cũng khá là hợp lý. 15A26184, Vios G 2016 bản G, số tự động, màu vàng cát, tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán cho anh em với giá chỉ có 359 triệu đồng thôi. 359 triệu đồng một chiếc Vios G 2016 bản số tự động, bản G đủ nhá. Nội thất của nó là rất là đẹp cho anh em này. Rất là đẹp cho anh em. Rất xịn sò. Nhưng 2016 thì con này nó vẫn là máy đen nhá bà con nhá. Nó chưa được lên máy đuôi, máy trắng đâu ạ. Máy trắng nó sẽ là cuối 2016. Con này chỉ được cái là bản G, số tự động và máy đen. Đấy bà con nhá. Tất cả chức năng của nó thì như nhau bà con nhá. Tất cả chức năng của nó thì như nhau. Nhưng riêng cái phần nội thất nếu lên máy trắng thì nó sẽ lên nội thất màu kem. Còn máy đen nó vẫn là nội thất màu đen nguyên bản như thế này. Được cái là màu vàng cát, xe của nó thì khá là đẹp cho quý nhà. Đấy, bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. 359 triệu đồng, đăng kiểm tháng 7 năm 2025. Một cái mẫu xe mà tương đối là đẹp và rất chất lượng. Vâng, chuyển sang con 2016 bản E số sàn dành cho các bác là mua về chạy dịch vụ và chạy gia đình. Thì cũng khá là hợp lý. 15K06720, một chiếc Vios E 2016 máy mới nhá. Con này thì lại nó lên máy mới rồi, nó mới đắt hơn một chút này. Nó máy mới thì máy của nó khá đẹp và bền. Máy thì cam kết cho anh em zin từ mặt dàn cỏ, xe thì cực kỳ đẹp cho anh em. Với cái tầm giá như con này hiện tại bên em đang bán là 295 triệu đồng thôi. Có bớt cho anh em thoải mái để anh em thực tế nhé. Con này là 2016 máy mới, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Tất nhiên thì người ta cũng chạy dịch vụ, cái đấy thì điều đương nhiên rồi. Nhưng con này thì nó là một chiếc xe hợp lý luôn ạ. 295 triệu đồng một chiếc Vios E 2016. Máy mới bà con nhá. Máy mới bà con nhá. Màu đen xịn, không đổi màu, keo chỉ zin. Máy số zin từ mắt dàn cò. Đấy bỏ nhá. 26 rồi đúng không ạ? Chuyển sang 25 này. 25 thì em còn riêng con này này. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán là 270 triệu bản E xịn, màu đen xịn, biển Hải Phòng 15A19487. Và giá con xe này em khẳng định nếu như các bạn mà gọi cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng chắc chắn các bạn sẽ không mua đến 270 triệu đâu ạ. Vì Tuấn Anh trực tiếp bán con xe này với giá rất hợp lý cho anh em, bớt cho anh em 5, 10, 15 thậm chí là có thể đến 17 triệu đồng để có thể là các bạn mua chiếc xe này về đi.
Em khẳng định không có trên thị trường chiếc xe nào rẻ như chiếc xe này luôn ạ. Một chiếc xe mà không thể chê vào đâu được, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024. Một chiếc Vios E 2015, số sàn, một chiếc xe rất là đẹp cho quý khách hàng và quý bà con của bạn chị em. Vậy thì bà con của bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể nhấc máy lên và alo cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386, 0971255863. Gọi cho Tuấn Anh ngay, hỏi về trực tiếp về con 47 này, 87 này, các bạn mua được với giá không chê vào đâu được luôn. 15 rồi đúng không ạ? Ở đây thì tiếp tục lại còn hai con 14 ạ, một con màu số tự động và một con số sàn bản E. Chúng ta sẽ xem vào con số tự động bản G này. Biển 15A14797 Vios G 2014, số tự động bản full, màu bạc xịn, tư nhân một chủ từ đầu sử dụng. Và con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá chỉ đâu đó khoảng 340 mấy triệu thôi, 340 mấy triệu thôi bà con đã sở hữu được chiếc xe này. Về form dáng, nội thất, option, con này thì nó không khác gì con 2016, nó chỉ kém đời thôi bà con nhé. Kể cả từ nội thất cho đến tất cả mọi thứ, xe gia đình một chủ từ đầu sử dụng, biển Hải Phòng, với giá có loanh quanh hơn 300 triệu một tí thôi. Đấy, bạn nào mà đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe số tự động lành và tiết kiệm thì ở đây có chiếc Vios G. Đấy, khá là đẹp và khá là chuẩn chỉnh nha bà con nhé. Một chiếc xe không chê vào đâu được với chiếc xe này. Rồi ạ, bên đây thì 24 số sàn này. Với con 24 số sàn này thì nó đang đeo biển 15K12836 12863. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá tương đối là hợp lý cho anh em này, 265 triệu đồng còn bớt cho anh em nhé. Bản E xịn, số sàn, túi khí ABS đời 2014. Con này thì tất nhiên rồi, nó cũng đã trải qua dịch vụ rồi. Và nếu như anh em nào quan tâm chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng đi ạ. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024, rất là hợp lý cho quý khách hàng, quý bà con. Tiếp tục là một chiếc xe khá là ok cho anh em, đó là một chiếc xe Toyota Vios ạ. Ở đây em đang còn 4 chiếc Vios form cũ này, 4 chiếc Vios form cũ cho bà con này. Đấy, bà con thấy đây, 4 chiếc Vios form cũ này. Con này thì là hai con màu vàng cát này là đời 2010. Đời 2010 bà con nhá. Đời 2010, số sàn bản Nimo, lưng full kịch đồ, máy 1.5. Và đồng giá hai con này em đang bán là 158 triệu đồng, chỉ bao rút hồ sơ cho anh em thôi. Và anh em nào quan tâm, alo cho tôi anh lại có một cái gì đó hợp lý hơn túi tiền và hợp lý hơn về giá cả. Chất lượng của hai con thì tương đồng như nhau, vì cái dòng xe mà nó đã qua dịch vụ, chất lượng của nó gần như là tương đồng như nhau. Hai con thì đều đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024. Đó bà con nhé, hai con đều đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024. Và tất nhiên thì phần sơn xi của nó thì đã sơn tỉa lại và rất là ok đúng không ạ? Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con nào đang có nhu cầu về hai chiếc xe này với đồng giá chỉ 158 triệu đồng thôi, bên em bao rút hồ sơ gốc thôi bà con nhé. Rất đẹp. Rồi ạ, ở đây là một chiếc màu trắng 2010, con này cũng 158 triệu này. Được cái là màu trắng, con này thì nó cũng tương đối là cứng xe. Và thực ra thì cái bản Nimo là cái bản mà thiếu nhất của dòng xe Vios. Nhưng với những chiếc Vios bên em thì nó đã lưng full tất cả các phụ kiện đồ chơi, giống như những chiếc xe bản E xịn rồi. Vì thế nên là quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Đó, 158 triệu đồng, màu trắng xịn, không đổi màu, biển Bắc Giang. Và cuối cùng sẽ là một chiếc Vios G 2009. Con này đang đeo biển Hà Nội 30G18610. Vâng, với cái dàn Vios trước đây thì nó rất là khủng, nhưng bây giờ thì cũng bán đi rồi, còn rất là nhiều. Và con xe này thì hiện tại là Tuấn Anh chỉ bán cho các bác với giá 249 triệu đồng thôi. 249 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc Vios G 2009, số tự động, một chiếc xe rất là đẹp cho anh em như thế này. Cam kết cho anh em zin cả xe và cam kết cho anh em rẻ hơn salon trên toàn quốc luôn. Salon trên toàn quốc với những chi phí vô G đẹp như này thì người ta thường bán tới tận 265 triệu, nhưng con xe này nhà em chỉ bán cho anh em 250 triệu thôi. Bà con nếu mà không tin thì có thể đến xem xe thực tế tại cửa hàng bên em để cùng trải nghiệm và cùng tìm hiểu. Đó, vừa rồi thì từ 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020, nhà em đều có đủ hết cho quý khách hàng và quý bà con. Bà con nào đang quan tâm đến bất cứ một chiếc xe nào bên em thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863.
Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.